You ain't no psycho. You're not like the others, no. No changing behaviors. Not sure how to act around you. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, babe. I wanna be the time of your life. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. I'll talk about it now. Take off. Đồ ông đeo gì vậy? Ông chấp giáo mày con đi xa lít. Quạt phụ nữ đi xe như thế đấy. Quạt đấy. Bất chấp. Nếu không biết mặt ta ai. Đi chơi tiện thể review luôn cho anh em quán ăn. Nay bà ấy mở đúng không? Quán ăn này là quán ăn phở Trung nhá. 43 Lý Thường Kiệt. Quán phở này là ngon nhất Thanh Hóa và lâu đời nhất Thanh Hóa nha anh em nha. Review quán ăn cho anh em. Bà cụ ấy bà làm gà rất ngon. Ái à, VinFast ái à. Đúng là gà và làm ngon thật. Nước phở là ngon nhỉ. Sướng ừ, ăn sướng mồm. Chính mấy quán như này đồ mới ngon này. Ừ. Nhà ăn mình lo tùy nhà hàng. Không có cái vị này. Ừ, nó không có cái vị dân dã. Ừ. Nhà hàng này tùy nhà hàng nhá. Đầu bếp nhà anh trai làm ngon nhá. Ngoài đầu bếp nhà anh trai. Đầu bếp anh trai làm ngon. Đầu bếp nhà anh trai làm ngon. Anh em chu đáo quá. Đặt sẵn phòng cho mình. Về nhà rồi. Thôi bật điện mua mấy. À chà. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Nhìn như san hô này hả? À, nhìn như san hô này, anh nhìn nào. Bờ. San hô đấy. Một đôi luôn đấy. Đôi san hô đấy. Ừ. Ai Hồ Quảng được đấy. Hồ Quảng, Hồ Quảng. Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi. Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Trăng khuyết rồi ngõ kỳ đầy
vàng đẹp. Lòng như con thuyền đổ bên. Chạy chơi sơn mài hoặc sơn dầu sơn nhà em hợp sơn mài nhà em kiểu sao sang sang hay là sơn mài đây nó đẹp nó bóng màu nó trong nó nhìn vào làm cái vách gỗ cho chạy em làm một bức cho tranh em vừa có một tác phẩm đẹp để nhắm em lại vừa lưu giữ mà nhẹ nhàng vách viết là gì. Thật ra nhà mình nó đẹp rồi, mỗi cái vị trí mà nó xây xếp thêm mà phải suy nghĩ ra bức tranh mà phải vị trí này rất là hợp, vừa là không gian, vừa là cách thiết kế, rất là sắp xếp, rất là dễ. Dụng đèn chiếu lên trước các thứ ở đây nó vừa sáng đúng không? Mà em ngồi đây em nghe nhạc em ngắm tranh thì không đỡ nữa. Em sơn mài, sơn được em vẽ sơn đầu, sơn mài này thôi. Không nên mua sơn dầu. Sơn mài thì nếu bạn mua sơn mài thì nhà anh biết mấy chỗ sơn mài bán có tranh hay lắm, có hai dạng. Một là cái dạng là tranh theo kiểu màu của sơn mài của Nhật, cách vẽ hiện đại để trang trí luôn. Thế còn nếu như mà tầm cái thuật tiền sâu hơn một chút thì lại anh biết có hai người anh biết là rất là được. Nhưng mà đây là cái khổ to lắm. To lắm thì mình khổ là mình đặt. Ví dụ cả cái mảng này của này của em là cổ này của em là một bức đấy nó khoảng tầm 4 bức chứ mà anh biết mà anh ấy sửa cái mà anh xem các mẫu tranh có thể là tranh hồ sen này tranh sen này rồi là những cái nhiều đồng quê đúng đấy cái này đồng quê là hay nhất đồng quê cánh đồng xong rồi cũng có cổng làng biết những cái màu sắc phải suy nghĩ ví dụ là em nó giống như anh là Mộc về để những màu sắc một là màu cỏ hai là thủy màu xanh nhưng mà không gian này anh nghĩ là đưa vào cái màu sắc đỏ này rất đẹp đỏ với hồng ấm đấy nhà không gian là nó đã ấm rồi thì mình phải vào một cái màu thì nó ấm ấm nhìn nó ấm nó hợp với cái tông gỗ này này em thấy không? Cái màu đỏ này sao nhìn rất đẹp ấm cả khúc này nhìn ra cả màu hồng này em thấy không? Từ đầu chỗ này em đưa màu vàng vào một người ngay thì nhìn chỗ này là có bức tranh của em phải ở cái tầm màu đấy mà cái quan trọng là cái phối màu mình phải phối đấy là thứ nhất là về cái ý tưởng tranh phong cảnh thứ hai là về màu sắc mình phải chia sẻ với họa sĩ mới biết nó vẽ chi màu sắc là rồi vì đợt anh đi câu tranh của chú Đức rồi anh biết có tìm hiểu Đức mua tranh em biết rồi đấy anh phải tìm nghệ sĩ ăn đầu cái chỗ đấy mà chỗ này em thiết kế em treo bức tranh mà anh ngồi đây kéo anh ngồi đây nhiều hơn ngoài kia thật đấy mà thì ngoài kia cũng mấy khi ngồi đâu mà chính là ngồi đây nhiều hơn ngoài kia này ấm cảm nó gần gũi đúng rồi vừa là khu chơi là tập chỉnh sửa là tập chơi 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 ngồi người kia ngồi một mình rất có mẹ thì ngồi với ai xem bóng đá thì ngồi khu này là khu buổi chơi này các bạn ngồi nhiều hơn chắc chắn trăm trăm nên ngồi nhiều anh em mình chơi thế thôi anh em không phải người khổng lồ đâu chứ phải người quê này như thật nhà thì không nên rộng quá để làm gì nó làm sao mà nhà ấm cũng nó vừa đủ thôi nhưng nhiều nhà phòng khách rộng nhưng là một cái kiểu
không đặt cái vấn đề anh nhẹ không? Xe đến trước là gì đấy? Là xin chào. Là hai cách xong.